Chào mừng các bạn đến với phần tiếp theo của câu chuyện Rừng Thiêng Đức Độc. Ở phần trước thì chúng tôi đã đi nhầm vào vùng đất âm của núi rừng. Con Na đã phải trả giá cho những sai lầm của mình. Liệu đoàn của chúng tôi có thoát ra khỏi được vùng đất âm này hay không? Những câu chuyện và những điều gì có thể xảy ra tiếp theo thì các bạn hãy lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện Rừng Thiêng Đức Độc nhé. Sau khi anh X ra ngoài gọi thầy của ảnh thì anh quay về bảo nhanh nhất là chiều tối mốt thầy tới. Nghĩa là tụi tôi phải chống chọi lại ở đây thêm 2 đêm tiếp theo. Anh X bảo các em đi vệ sinh cá nhân đi, lấy lương thực ra ăn, mà đừng có ăn quá no, đồ chỉ đủ cho 4 ngày thôi. Nếu thầy anh tìm không kịp thì mình không có xoay sở được. Ăn xong các bạn ra đây anh bảo nhé. Lúc này tôi thấy mặt anh rất là hệ trọng, tôi cũng cảm thấy không lành. Tôi mới hỏi, ủa vậy còn cái đống RMT này tính sao anh? Anh bảo, khả năng cao là không dùng được trong dịp này. Nếu diễn biến tốt, ảnh sẽ lo hỗ trợ cho gióm mình ở chip sau gặp thầy của ảnh. Thầy của anh X tên là ông Chín Câm, sống ở An Giang, sống bằng cái nghề trồng chùa quét dọn công quả và bắt xe lên Hồ Chí Minh ngay trong sáng hôm nay rồi bay thẳng ra Hà Nội. Ở lại đó một đêm, sáng hôm sau sẽ book 4 chỗ lên chỗ tem của mình. Chi phí sẽ trả lại cho thầy trong cái phần 40 triệu đó. Trước khi đi, thầy của anh X có đưa âm binh tới cho túc của mình trước và phán với anh X rằng một bạn nữ trong tem của mình hợp phía cộng với dơ bẩn nên là sẽ bị quỷ rừng bắt lại. Nó sẽ cố dìm cho chết rồi dẫn hồn về phục vụ cho nó và mãi mãi không rời khỏi cái cánh rừng u tối này. Hôm qua nó chỉ là trêu đùa tụi tôi thôi. Tụi quỷ này có 3 con. Nếu con Na chết thì tem của tôi có thể quay đầu trở về, thì thầy của anh X sẽ không cần tới đón nữa. Còn qua khỏi 1 hoặc 2 đêm thì thầy của anh đấy sẽ đi vào. Thầy của anh X nói rằng sợ anh X chống lại không nổi nên là hiến cho anh X một kế. Sau khi anh X kể xong thì con A nó hoảng lắm. Tụi tôi cũng an ủi hết cỡ. Nhân lúc trời còn sáng, anh X bảo cả tem ra chỗ có ánh nắng soi và phơi nắng để tăng cái phần dương và hạ cái phần âm đi. Xong sắp xếp đi ngủ tới tầm 3 giờ chiều thì thức dậy. Anh X sắp xếp kế hoạch để tem chuẩn bị cho tối nay. Điều đó có nghĩa là tối nay tem của mình sẽ phải thức trắng cả đêm để bảo vệ con A. Tôi cảm giác như sau đợt mưa hôm qua thì khí độc nó bốc lên hay sao á, người nó cứ lâng lâng, cứ có cảm giác như có người đu ở trên cây. Tôi hỏi thằng Nam với thằng T thì tụi nó cũng cảm giác y như vậy, nên là tôi không dám hỏi nữa, sợ tem bi quan. Anh X thì bảo các em tuyệt đối không được đi ra khỏi cái dây. Anh đi lấy cái xẻng và một cái túi, rồi anh đi sâu vào trong mảng rừng. Tầm mấy tiếng sau thì anh mới quay về. Lúc anh về thì tem tôi cũng thức hết rồi, một phần là vì sợ nên không ai ngủ nổi. Anh X về lấy trong túi ra một cái nấm ngải, đem rửa sạch rồi cắt nhỏ ra làm 9 phần. Anh chia cho mỗi bạn tem của tôi một cái nấm ngải nhỏ, một lá bùa nhỏ xíu, như hình nhìn như là cái bùa bình an ấy. Anh bảo các bạn tem của tôi nhai ngải rồi nuốt, bùa thì ngậm ở trong miệng, khi nào tan thì ok. Anh bảo ngải này uống vào sẽ giúp cho chúng tôi tỉnh táo, không bị ảo giác, tiêu chảy nữa, và nó sẽ tăng sức mạnh cho chúng tôi trong cơ thể của chúng tôi trong tầm 12 giờ tiếp theo. Sau đó sẽ kiệt sức dần, nhưng lúc đó thì trời nó cũng sáng rồi, lúc đó đi ngủ là lại sức ngay. Hôm nay lại đúng vào 15 âm lịch, và tối nay cũng là đêm âm khí cực vượng nhất tháng, nên sẽ rất khó khăn cho tem của tôi về việc chống lại và khớp. Và cách tốt nhất là sẽ dùng hình nhân thế mạng để thay thế mạng con A. Vẫn như cách cũ, anh lấy trong túi đồ có dán tên của con A, một tờ giấy ghi tên ngày tháng năm sinh, lấy một nhúm tóc, một cây lược, một cái móng tay, rồi một cái tấm ảnh và một lọ máu nhỏ của con A. Tiếp theo, ảnh sẽ làm phép vào cái con hình nhân đó. Nghĩa là tối nay, tem của mình sẽ ngủ cùng cái con hình nhân này, thay vì ngủ cùng với con A. Còn con A bắt buộc nó phải leo lên cây ở ngoài lều. Anh X chọn một cái cây cổ thụ nhỏ
vòng tay khoảng một người ôm là đủ. Anh cúng dưới cái gốc cây đàng hoàng, rồi kêu con A trở lại để làm lễ cho ma ngự trên cây này giúp nó. Sau khi về sẽ cúng heo quay cho cái đám ma cây này. Lần này thì đúng là rất là nguy cho con A, vì nó sẽ không được xích chân lại bằng cái sợi chỉ nhuộm máu chó như đêm hôm trước. Cộng thêm anh X không dán bùa chú lên cây đó được, vì cây đó có ma ngự, nên nếu nó phát ra tiếng động để tụi quỷ kia phát hiện là toi ngay. Anh X có đưa thêm cho con A một cái kim vàng và bảo nó nếu như tụi quỷ mà nhìn thấy nó thì cái cầm cái kim đấy đâm thật mạnh vào đùi, như vậy nó sẽ tỉnh ra. Lúc đó tụi anh X và tụi tôi sẽ đến cứu. Anh X nhẩm ra bầy quỷ sẽ tới lúc giữa giờ ngọ, tức là khoảng 11h30 đến 12 giờ đêm. Qua được cái khung giờ đó thì con A sẽ sống. Tối đến trời rất là lạnh, tụi tôi trong lều an ủi con A hết cỡ, chuẩn bị áo ấm, túi giữ nhiệt cho nó đầy đủ. Đến lúc 11 giờ đêm, tụi tôi bắt đầu đưa nó lên cái nhánh cây của cái cây cổ thụ mà anh X đã chọn. Rồi lúc này cả đám quay về lều để bắt đầu một đêm kinh hoàng. Sau khi đưa con A lên cây, nhóm tụi tôi bắt đầu quay về lều, chuẩn bị một số công cụ như đêm hôm qua. Dây chỉ đỏ nối vòng qua chân từng thành viên, buộc thêm 8 cây chuông, còn cái hình nhân kia thì cho nó nằm giữa và không buộc gì. Và lần này nằm kế hình nhân là tôi và thằng T sáu múi. Lần này anh X có dặn khi gió lên tất cả mọi người phải nhắm mắt cho tới khi anh X ra hiệu, có chuyện gì thì cũng không được mở mắt ra. Anh X viết ký hiệu đánh thức mọi người lên tờ giấy và ghi là túc túc túc. Khi nghe tiếng đó thì tem của tôi mới được mở mắt. Nằm vừa lạnh vừa sợ, giờ này chắc con Na cũng sợ teo vòi vào. Nhiệt độ giảm xuống còn 5-6 độ gì đó. Tôi nghĩ nó không bị quỷ bắt thì cũng bị lạnh chết mà thôi. Bẵng đi thì cũng đã 11h59 rồi. Gió lúc này cũng bắt đầu nổi lên. Lần này rất là lạ, sương ngoài lều nổi lên nhưng lại là màu xanh lá. Lần này tôi nghĩ chắc là chết rồi. Thế là nhắm mắt quay đầu qua con mai. Rồi như có ai mở cửa cái lều ra, gió cộng sương màu xanh lùa vào, lạnh nổi cả da gà. Ở ngoài chó hoang cũng bắt đầu hú lên. Con mai nó bấu tay của tôi đến chảy cả máu luôn. Tôi không thể lên tiếng được, tôi cố gắng chịu. Tôi mà bị gì thì tôi cũng phải lôi nó theo. Gió lùa vào từng đợt, rồi cái cảm giác kinh khủng nhất đêm đó như là có ai đó chồm qua người của tôi. Rồi tôi cảm nhận rõ cái hình nhân đó bay lên. Sợ quá nên tôi không dám mở mắt nhìn xem thế nào. Lúc đó tôi hít thở theo kiểu hít một hơi thật sâu rồi nín thật lâu. Tôi cũng không biết là nằm như vậy được trong bao nhiêu lâu nữa. Cái cảm giác nó cứ như một giây trôi qua bằng một tiếng vậy. Xong tự nhiên tôi nghe thấy tiếng anh X gọi túc túc túc. Tôi định mở mắt rồi, nhưng mà sợ bị ma dụ nên là tôi nhắm mắt luôn không mở, để xem tình hình nó như thế nào. Thì tự nhiên có ai đó lay người của tôi. Tôi nghĩ thầm, thôi xong rồi, không lẽ nó bắt mình đi theo. Rồi thằng T nó táng cho tôi một phát. Lúc đó tôi mới giật mình tỉnh dậy. Thì ra mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi, cũng không có gì ghê lắm. Quay qua thì cái hình nhân nó cũng đã biến mất tiêu. Lúc này thì đã 10 giờ 12 giờ 15 rồi. Cả đám nó mới nhìn nhau. Anh X bảo ngồi yên anh điểm danh. Nhìn sơ qua thì đủ người. Xong thằng C nó hỏi ra đón con A thôi anh ơi. Rồi nó đứng lên. Anh X bắt đầu mới kéo tay nó lại rồi bảo đừng em, tụi nó còn đang ở ngoài đó. Giờ ráng chịu thêm 30 phút, đúng 12 giờ 45 mình ra đón con A. Nghe rất là sợ. Lúc này thì đúng như anh X nói, tụi tôi cảm giác rõ có người đi xung quanh lều của tụi tôi. Lúc này cả đám mới xúm lại anh X, hỏi anh giờ chờ vậy thôi hả anh, nó có vào lại không anh? Anh X bảo nó giờ đang chơi với cái con hình nhân ở ngoài đó, như tối qua nó chơi với con A vậy. Giờ mình mà ra nó bắt theo luôn đấy, ráng chờ đi tụi em. Thì đúng vào lúc 12 giờ 45
anh X mở cửa lèo. Tụi tôi bám sau theo anh, tiến ra phía cái cây mà con A đang ở. Thì anh X gọi: "Sao rồi em? Em ơi, ổn không?" Tụi tôi cũng gọi theo: "Sao rồi mày ơi? Mọi chuyện kết thúc rồi, đừng sợ." Nhưng tuyệt nhiên ở trên cây không có một ai trả lời. Thấy không lành, anh X dọi đèn lên thì thấy con A ngồi thất thần trên đó. Các bạn biết mấy người bị ma giấu không? Giờ thì nó y như vậy đó. Rồi anh X bắt thang leo lên, thằng T leo lên sau, hạ con A xuống rồi dẫn vào lều. Anh X liền lấy cây nhang ra đốt lên rồi cua cua ba vòng đầu con A để trấn an nó lại, nhưng mà nó vẫn không tỉnh. Người nó cứ đơ đơ như người thực vật ấy. Mắt con A lúc này nhìn như vô hồn. Thằng C bổ con A thấy vậy bắt đầu nạt anh X: "Anh ơi, A đã bị bắt hồn rồi anh X. Giờ sao đây anh? Nghĩ sao anh để nó một mình ngoài đó vậy?" Anh X quay qua nói: "Anh cũng không hiểu. Anh không thể, A không thể bị cái lũ quỷ này bắt hồn được. Đây là điều không thể." Anh mới la lên: Không lẽ con này nó bị trộm mất vía rồi sao?" Tôi bắt đầu mới hỏi: "Ủa là sao anh? Nó bị mất hồn rồi anh?" Anh X mới bảo: "Nam thì có 7 vía, nữ thì có 9 vía. Nếu như mất quá ai vía thì sẽ có tình trạng như con A lúc này. Để anh test xem, các bạn đừng có lo quá." Anh X lấy cây gương rồi lấy dao cắt tay con A, lấy máu chét lên gương, vẽ hình tròn giống như hình phong ấn ấy, rồi lấy bát quái gắn vào gương. Xong anh X đốt một cây nhang, bảo tụi tôi ngồi ra xa. Rồi anh cầm cây nhang đưa từ trên đỉnh đầu xuống chân con A 4 lần, trước mặt, sau lưng, sang trái rồi sang phải. Anh X cầm gương lên soi vào con A. Lúc này tôi cũng hoảng, soi vào nhìn không thấy mặt con A mà thấy mấy cái chấm sáng như đom đóm vẽ. Anh X lúc này bắt đầu đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anh thất hét lên: "Chết, còn có 6 vía." Vậy là con A đã bị ai đó lấy mất 3 vía, nên giờ nó mới bị như vậy. Thằng C như muốn khóc, hỏi anh X: "Vậy giờ sao anh?" Anh X trả lời: "Không sao đâu em, mai anh tìm lại 3 vía kia cho. Giờ các bạn đi ngủ đi cho lấy sức, ngày mai mình còn trận chiến lớn hơn nữa." Thằng T nó mới la lên: "Chiến gì nữa anh? Sao anh bảo là giấu con A hôm nay là thành công được rồi cơ mà." Anh X mới trao mày nói: "Anh xin lỗi mấy đứa. Thật ra cách dùng hình nhân nó chỉ là để câu giờ chờ thầy anh đến thôi. Khi quỷ mang hình nhân về hút hết máu trên hình nhân thì nó sẽ phát hiện ra không có hồn. Nó biết bị lừa, mai nó sẽ quay lại và tàn ác hơn gấp nhiều lần hôm nay. Thôi, bây giờ mấy đứa nghe anh, cứ đi ngủ đi. Con A nó không sao đâu, nó chỉ bị mất vía. Mình phải giữ cái hồn của nó cái đã." Nói xong, anh nhìn ra phía cửa lèo, một cái nhìn đầy lo sợ. Đến sáng hôm sau, vẫn như hôm nay, anh X sẽ đi vào đào ngải, còn tem của tôi ở nhà phơi nắng và đi ngủ lấy sức. Thằng C thức chăm con A cả đêm không ngủ được. Thấy vậy, sáng hôm sau, con Mai với con Trang chăm thay cho thằng C. Thằng C mới chợp mắt được một lúc. Lúc này thì chỉ còn tôi, thằng T, thằng Nam, thằng Bình là có thể làm được việc. Anh X mới phân công cụ thể việc như sau. Đầu tiên là sẽ dỡ hết 8 cây gốc của 2 cây lèo để cắm lại. Trước khi làm, anh X có hỏi chúng tôi: "Ở đây có ai tuổi rồng, tuổi hổ, tuổi dậu không?" Thì tôi với thằng Bình, thằng C là sinh năm đó. Anh X nói: "Đúng là cái trời độ. Nếu như chỉ có một hoặc không có ai thì chỉ có chết. Anh ấy rất cần máu của tụi tôi để vẽ chú. Các em tuổi nằm ở tuổi tục của bọn tôi ấy, nằm ở các linh vật thượng dương nên có thể dùng để cản ma và quỷ." Tôi mới hỏi: "Cần nhiều máu không anh?" Thì anh X bảo: "Nếu lấy của một mình tôi thì chắc là tôi đi luôn. Nhưng mà có 3 đứa thì nó cũng vừa đủ." Tiếp theo, dỡ 8 cái chân trại lên để cắm lại. Khi cắm sẽ chôn thêm các món sau. Đầu tiên là lông ngỗng, rồi đến đuôi chó mực, một cái lá bùa anh X vẽ có nhuộm máu của tụi tôi. Cắm xuống xong sẽ rải máu chó mực. Cắm xuống sẽ rải máu chó mực quay quanh cái chân trại hình vòng tròn, tức là 8 cái vòng tròn nhỏ đấy. Xong rồi anh X
lấy máu của tụi tôi. Anh kêu tụi tôi nghỉ ngơi một xíu cho lại sức. Anh bắt đầu vẽ bùa chú lên lều của tụi tôi, vẽ bằng máu của tụi tôi. Phần bên trong lều sẽ chuẩn bị kỹ hơn. Đêm nay tụi tôi sẽ tự tử thủ ở trong cái lều này. Anh X lấy ra 4 cái tượng, tức là tứ đại thiên vương. Xong anh X lấy thêm một cái dây cuộc, lấy thêm một cái cuộn dây chỉ vàng ấy. Anh giăng lên thành hình vuông, lấy 4 cái bức tượng thiên lấy 4 cái bức tượng thiên vương đè lên. Tiếp theo anh vẽ là hình bùa tròn ở giữa lều, và tem của tôi sẽ ngồi vào trong đó. Vòng ngoài là một hình tròn đèn cầy đã được dưới máu của tụi tôi lên. Trên đỉnh đầu sẽ là treo 4 cái bát quái cho 4 hướng. Xong anh đi ra ngoài giải tiếp máu cho mực vòng tròn quanh của lều. Xong thì anh kêu tem của tôi nghỉ ngơi. Lúc này thì cũng đã 2 giờ rồi. Tầm 4-5 giờ thì tem của tôi sẽ tập hợp lại lều để anh em dặn dò lần cuối. Và phần tiếp theo đến đây cũng đã kết thúc rồi. Các bạn hãy đón tiếp theo của câu chuyện ở cái phần tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người đừng quên bấm like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình với nhé.